Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Đi Review. Và hôm nay mình sẽ nói lại về chiếc Redmi Note 7, một sản phẩm vừa mới vừa cũ. Cũ là bởi vì chúng ta đã có rất nhiều những cái video bài viết về sản phẩm này rồi. Còn mới thì hôm nay chúng ta sẽ nói về mức giá mới của nó và mức giá chạm gầm như mình có để ở phần tiêu đề video. Và một lần nữa thì với mức giá giảm mạnh như vậy thì liệu nó đã thay thế được hoàn toàn chiếc Redmi Note 5 Pro hay chưa? Thì xin mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Tại thời điểm mình làm video này thì tin vui cho những ai đang quan tâm và cần tìm kiếm cho mình hoặc cho người thân của mình một chiếc điện thoại trong tầm giá khoảng 3,5 triệu đồng thì Redmi Note 7 chính là một lựa chọn số 1 không thể bỏ qua. Giá bán của nó chính xác chỉ còn 3.690.000 đồng cho phiên bản thấp nhất là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, và đặc biệt nó có sẵn tiếng Việt ở bên trong, không cần phải chờ đợi 15 đến 30 ngày. Và chính vì cái ưu điểm là nó có sẵn tiếng Việt ngay khi bạn mua ở riêng mình thì mình có nói là các bạn có thể mua cho bất kỳ ai, không chỉ mua cho riêng mình mà mua cho người thân trong gia đình như là ông bà, bố mẹ, những người cao tuổi đều có thể sử dụng bình thường được. Và với mức giá chạm gầm như mình nói ở phần tiêu đề, nó không chạm bất kỳ gầm nào cả mà chỉ đơn giản nó đã giảm khá mạnh về giá bán. Thì các bạn để ý là ngày đầu ra mắt thì mức giá của nó khoảng 4,5 triệu đồng, nhưng sau một thời gian ngắn thôi, khi mà hàng hóa đã phân phối nhiều hơn thì giá của nó đã bình ổn trở lại, và đây mới thật sự là giá chuẩn của chiếc Redmi Note 7 này. Hay chính xác hơn, nó đưa câu nói Xiaomi ngon bổ rẻ trở về đúng như định nghĩa của nó từ xưa đến nay. Vậy những bạn nào mua chiếc Note 7 này ngay từ đợt đầu thì cũng không có gì lăn tăn đâu, bởi vì chúng ta có cơ hội được trải nghiệm sớm sản phẩm này với nhiều điểm mạnh, nhiều tính năng như là màn hình tràn cạnh, camera kép hay là hiệu năng mạnh hơn so với thế hệ trước đó của nó. Còn những bạn mua sau thì chúng ta sẽ có một chiếc máy với giá tiền kinh tế hơn, bất cứ ai đều cũng có cái lợi cả. Sau giá bán thì chúng ta đến với phần chính của video này là liệu chiếc Redmi Note 7 này đã thay thế được Redmi Note 5 Pro ở thời điểm hiện tại hay chưa, và câu trả lời là rồi. Lý do đầu tiên chính là giá bán. Hiện tại mặc dù Redmi Note 7 giá đã khá rẻ rồi nhưng vẫn chênh khoảng 300-400 ngàn đồng so với Note 5 Pro. Nhưng điều quan trọng các bạn cần phải biết đó là Redmi Note 5 Pro hiện tại đã ngừng sản xuất, tức là Xiaomi không còn bán ra trên thị trường nữa. Những đơn vị nào còn thì là vì đợt hàng nhập trước đó mà thôi. Di động thông minh là một trong những đơn vị bán Xiaomi top đầu Việt Nam, cũng đã và đang cạn dần những chiếc Note 5 Pro này rồi. Đặc biệt là phiên bản 332 gần như đã hết, chỉ còn bản 464 với số lượng không nhiều rải rác ở tại một số showroom mà thôi. Chính vì thế nên lời khuyên dành cho các bạn, chúng ta hãy mua chiếc Redmi Note 7 thay vì Note 5 Pro, mặc dù giá có cao một chút nhưng cũng không quá nhiều. Cá nhân mình đánh giá thì số tiền các bạn bỏ ra thêm để mua chiếc Redmi Note 7 này hoàn toàn xứng đáng với những cái điểm mạnh mà nó sở hữu bên trong. Đầu tiên chúng ta có một cái màn hình tràn cạnh, màn hình giọt nước này, camera kép này, hiệu năng mạnh hơn, tất cả đều vượt trội hơn nhiều so với Redmi Note 5 Pro. Và đặc biệt là tất cả những chiếc Redmi Note 7 hàng nhập khẩu, mình không nói hàng chính hãng, khi bạn mua ở Xiaomi mình thì sẽ có sẵn tiếng Việt. Các bạn sẽ không cần phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, và đây cũng là một cái đặc quyền mà các bạn khi mua ở Xiaomi mình mới có, những đơn vị khác thì hoàn toàn không có cái điều này đâu. Như vậy là đã quá đủ cho một chiếc điện thoại giá rẻ nhưng có nhiều tính năng cao cấp. Thật sự để mà nói thì không phải Note 6 Pro, mà chính Redmi Note 7 này mới đúng là bản nâng cấp so với những gì mà Note 5 Pro từng làm được trước đó. Giờ đây đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi và bàn giao lại cho thế hệ kế nhiệm của mình là chiếc Note 7, chiếc điện thoại quốc dân tiếp theo này đến từ Redmi, một thương hiệu con của Xiaomi. Các bạn thì sao? Theo bạn thì các bạn có đồng ý với ý kiến của mình là chiếc Note 7 này đã thật sự là một bản thay thế hoàn toàn xứng đáng cho Note 5 Pro hay chưa? Thì hãy để lại ý kiến của bạn ở ngay dưới video này để chúng ta cùng nhau bàn luận, cũng như là bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để cập nhật thông tin công nghệ mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.